Bom dia. Xin mời sách qua ạ. À, nhưng mà cái này nó đặt lên chưa? Có thể cho mình ạ. Ừ, nhỏ. Có 14 A mà. Hả? Có 14 A mà. Xe bên kia, xe mình trả thu. Xe không tính luôn. Lái xe thì đi phải đi có xe rồi. Lái xe là tính theo xe. Cho mình xuống ấy. Có đâu. Không không, có xe kìa. Cho Duy đi. Mai thấy không? Quay đi. Cái kia nó đi mất rồi. Trên một chuyến phà này chẳng có kỹ lắm rồi, mấy chục năm vận hành rồi, gì hết cả, nhưng có vẻ là chạy vẫn đang làm tốt công việc của mình. Đây rồi, đây là cột cáp treo Cát Bà. Nghe nói cao nhất thế giới, cao hơn 200 mét. Đi vào thời gian chả giống ai, thế nên là mọi thứ rất là vắng vẻ. Phà gót đấy, đấy sau khi lên xong thì hầu như phà còn trông khá nhiều chỗ, còn có xe tiếp tục đi lên. Cần Giờ gì? Cần Giờ. Anh ạ. Ừ. Đi Sài Gòn đi Cần Giờ, chứ không phải Cần Thơ.
là cái rừng rừng nước ấy anh. Ừ. À, đây giờ đi Cát Bà rồi. Quay mấy hôm rồi, quay quần mấy hôm, ăn uống tưng bừng rồi, Quỳnh Như về Mỹ rồi ạ. Vâng, cháu về tối thứ sáu. Vâng. Ô, nó nhớ hết. Ai cũng nhớ anh ạ, ai cũng nhận ra. Mình bắt đầu cảm xúc nó bắt đầu lên rồi. Rồi lách quá. Rồi bây giờ anh xuất ra rồi. Anh hỏi cho nó chắc thôi mà. Để anh biết cái đường. Đường này là chắc nó được nó hỏng nên đang làm lại. Trước bố nuôi con bảo là không có làm của bố diễn thì ý là nếu có đầy đủ là rất là tươi thì con lại ra có. Nhiều cái vọng cảnh lắm à. Mới đây này chưa chưa có nhỉ. Đây đúng, lần trước là mình chỗ này đỗ lại đây này, đỗ dưới cái bãi biển này. Cho bố phóng xe đây, mẹ điều khiển flycam đuổi theo. Kinh phết. Đào tạo lớp phi công cấp tốc. Để đi Mộc Châu cũng đào tạo nhỉ, bay nhỉ. Đây đỗ thế này, 400 meters.
đây, chỗ đến chỗ này. Chơi. Nhưng mà chỉ chơi Line 98 thôi. Đấy Candy Crush mà. Chơi Candy Crush thôi. Chơi mấy nghìn đấy. 14.000 bao nhiêu bàn rồi. Không, không bao giờ họ oánh nhau. Chơi Line mà lại phải ngồi trước mặt cái mâm cơm mới được cơ. Để phải nhìn thấy mẹ cơ. Sợ nhỉ, không phải toilet mà phải ngồi cạnh mâm cơm để nhìn thấy mẹ cơ. Xong bố bảo bố rửa đít cho, bảo con gọi mẹ cơ mà nhưng không cho bố rửa đít. Cái gì mẹ. Khá mồm cười luôn. Đấy, mình là coi như mình đi vào xuyên vào rừng rồi đấy. Mấy cái trục đường xuyên rừng đó, nó mình nó cắt ngang mà. Chưa đi đường này em. Ồ, thế à? Mình chỉ đi ở phía dọc biển thôi. À, xong ừ, cứ rồi, dọc biển rồi, là rồi. Đến thị trấn. Mà dọc biển đẹp nhỉ? Đây là mình đi vào rừng gì bố? Vào rừng thường xuyên. À, khá khá thôi rồi. Nó còn một bến phà nữa sang bên Hạ Long, Tuần Châu. Không cần dùng nữa thôi, mang về được. Nhưng mà kiểu có một cái xe máy nhiều lúc chạy cũng tiện ấy. Vừa lau đẹp thế, mai bố vừa đỗ lại cho mẹ cho mang về nhé. Ok. Mang về cắm cho vui. Đẹp này mà. À, trong sự các bà là một làng đã sống yên bình ở trong. Tiến vào rừng quốc gia đây, có cái cổng rất cổ nhỉ. Đấy, cổng cổ ngày xưa đấy. Cái lúc nhá, cây bàng Singapore cao khoảng tầm tỉnh này. Bây giờ nó phải cao hơn linh rồi. Thật á? Kinh thích à? Bây giờ nó phải to này. Đẹp hết rồi. Hội Lếch Ngự Lâm. Vừa ngoài vườn đấy. Chết rồi. Quay lại. Gì con? Thúi à? Thiên nhiên. Chắc vừa tưới phân à? Chắc thế mà có con nào đây. Đây thì chủ nhật thôi chứ không bình thường, chắc em nghĩ nặng đơn nhé. Ừ. Ủa? Ở đây thì thích ở đây. Mùa hè em ạ. Mùa đông là ai đi đảo, đi biển đâu. Videography. Màu câu chuối khá đá. Màu câu chuối này. Bố quay trong xưa cho con là vlog quá. Ừ. Đâu? Trong núi đá ra ấy, rất là trong. Cái này nó đáy luôn ấy. Đâu? Đây cái này trong veo này. Úi giời. Cực trong luôn. Chính xác. Cái nước này là nước. Úi giời, xong chưa? Phải vớt về lại cơ. Cái nước trong thế này cơ mà. Đúng rồi. Đây này nó nguồn ở trong này ra. Đấy. Hội Lếch là coi như là nằm sâu trong rừng quốc gia.
5 giờ mới được mở cửa cho xe vào. Rồi, phải gửi xe ngoài này. Vâng, bắt đầu vào rồi anh. Vâng. Đấy, coi như sau khi gửi xe, chờ đến 5 giờ chiều mới được vào trong cái một cái hotel, một cái không phải là resort mà là một cái tạm gọi là Eco Park, thì mới cửa mới mở và cho vào trong rừng quốc gia. Vé vào rừng quốc gia là 80.000 một người, nhưng mà ở trong cái hội lake này thì đương nhiên là được miễn phí, thành ra là ở trong này giá cũng rất vừa phải mà lại miễn luôn 80.000 tiền vào cửa. Ngày mai sẽ là chương trình check lên trên cái đỉnh, trên cái đỉnh cao nhất của Hành Tây, rất là vui tính và friendly. Không phải bỗng dưng mà được đi xe vào trong rừng quốc gia. Trong này tập trung toàn bộ những cái cây gỗ quý và được bảo tồn. Đi qua sẽ có những cái biển tên của cái từng cái cây một, ví dụ như cây lát này, gỗ lát này. Họ những cái cây quý. Đây có một cổng rất là cũ này. Cổng rừng quốc gia cũ. Và từ đây là sẽ được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Đây, thì cái hội lách nằm sâu ở trong này, nó nằm trong một quây xung quanh những khu phòng nghỉ, quây xung quanh một cái hồ lấy nguồn nước từ trong núi chảy ra, rất thú vị. Đó. Đây rồi, trước mặt rồi. Để trái hội lách Ngự Lâm. Rất ok, rất đẹp. Yên tĩnh, hôm nay là cả nhà chỉ có ở nguyên trong này. Thuê hai cái phòng trong này và sở hữu nguyên cả cái toàn bộ cái khu này luôn. Bởi vì không có ai cả. Không có một khách nào. Quay đầu đi ra cho dễ. Mình sẽ đổ vào đây để lấy đồ. Để theo dõi hai đối thủ mà có thể không quên nghe thông tin bóng đá âm nóng ngày mai, như là chiến. Trợ lý Lưu Danh Minh đã bay cùng giám sát của FIFA. Đó, phía xa là khu ngày mai. Đánh giá về hàng thủ của Indonesia và Jordi Amat thì Tiến Linh nói rằng đó là cầu thủ tốt từng có thời gian thi đấu ở Anh. Tuy nhiên đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị tốt trên sân nhà để hướng đến chiến thắng ngày mai. Ông Park đánh giá sao về quan điểm của ông Sim rằng Việt Nam và Indonesia hiện có trình độ ngang nhau? Ông
Rồi, rượu vang trắng. Cùng cái đồ biển. Trời ơi, hàu này. Hàu Cát Bà số 1 luôn. Mực ăn hết mất rồi. Còn tôm với lại bề, con này vẫn đang ngọ nguậy muốn nhảy ra ngoài này. Đó. Trời ơi, hàu. Đúng rồi. Cả nhà ăn uống lưng tinh bừng luôn. Sao lại lẽ ở đấy nhỉ? Sao tự nhiên lẽ ở đấy là sao? Ôn lại chuyến đi Cao Bằng. Bữa sáng tại hội lách. Người thân mì tôm, người thân bánh mì trứng. Hôm nay Duy với Linh dậy vào lúc 7 giờ sáng là một kỷ lục mới vừa được xác lập. Leo lên đỉnh Ngự Lâm. À, kim dao chắc là cái gỗ đấy nhỉ. Đường đi khó khăn đấy, không phải đơn giản. Mà nó đều có bậc hết là cũng ok. Hello. Hello. Không cần leo nhanh nhá, cứ thong thả thôi. Gọi là dây rừng. Ủa? Hả? Ok. Xuống được chưa? Thỏa mãn chưa? Ok, let's go. Sẽ còn rất nhiều cảnh đẹp. Đi tiếp con ơi. Hay quá. Đấy, cây gãy đổ đây này. Sâu mọt. Wow. Come on. Ừ. Nên này xít à? Kim dao 100m, Ngự Lâm 800m. Thôi cứ đi bên này trước, trong một bên 100, một bên 800. Thôi cứ đi thôi, chả biết đâu. Một gốc cây đại thụ. Có gì không? Này, cây quấn chặt vào đá. Phì phò, mồ hôi ướt áo giữa mùa đông. À, đỉnh kim dao nó chỉ là một cái đỉnh này thôi. Ừ. Anh nghĩ là có cái một cây gỗ quý kim dao gì đấy. Trời, cây đó. Hồi kia đi thẳng là đi thì thấy đường kia. Ừ. Mình sau khi đây là mình lại nhập vào cái đường cũ. Hả? Chưa giờ một đoạn đà kia là kia rồi. Nóng rồi. Cho bằng túi cầm. Linh đâu rồi? Linh đuối sức rồi à? Đây à? Đây thôi.
Thôi đi xuống thôi con ạ. Hết rồi à? Đâu, tiếp tục nhập vào đường kia xong lên Ngự Lâm. Không, Ngự Lâm là đi xuống cơ. Thôi thôi, nó quay đầu nhau rồi vì... Còn xuống cái gì? Không, trên nó có một cái chòi trên đỉnh núi không? Làm cho biết sao lại. Gì? Làm cho biết sao lại. Không, đây là còn một chút nữa thôi. Giống như từ đây ra đến từ nhà mình ra Học viện Tư pháp thôi. Dừng lại đây để gọi gì là tập hợp nhóm Huy Group này. Nhìn cái cây, nhìn cái cây kia, châm núi, châm núi, châm núi. Cây đấy là sớm muộn là cũng sẽ bắt đầu mọt mọt rồi đó, sẽ đổ đấy, sâu hết rồi đó, tới rồi. Hóa ra cái tên gỗ kim giao chính là tên ghép từ kim ngân và ngọc giao, công chúa kim ngân và ngọc giao ghép vào nhau để làm thành đôi đũa, thành coi như là đôi lứa. Xuyên rừng. Sáng nay may mình không đi bộ, để sớm mà đi bộ thì mất công phí công. Dành sức để đi bộ ở đây thích hơn. Bắt đầu có vạt nắng đấy nhá. Thượng tá ơi, thượng tá dẫn đoàn. Đi rất phăm phăm. Đã cởi áo và cất trong túi rồi. Tóc thì cuốn rồi. Cuốn kiểu gì đây? Hả? Cuốn kiểu gì đây? Xấu không? Xấu hay không biết, nó trả thành kiểu gì cả. À ấy, xong rồi lộn vào ấy, buộc lại xong rồi lộn ngược vào ấy. Okay. Được không? Được hay không không quan trọng, vấn đề là để cho nó mát là ok. Đường này đường bằng thì ok quá. Này. Rồi. Này, tưởng tượng người ta bê từng ngày viên gạch lên đây, xi măng, cát sỏi lên đây nhỉ. Mình đi bộ đã phát chết rồi. Trông như thủy hử Tây Du Ký nhá. Này, cây này nó mục hết rồi. Đúng rồi. Tên 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 tên. Ơi. Ô đều nhỉ. Quẩy con ơi. Sao nó xoắn này nhỉ? Vui nhỉ? Xoắn hết vào nhau này. Quẩy này giống quẩy. À, cởi áo rồi. Đâu, có vẽ không? Lại khắc à? Lại thề thốt cả một cái trạm khắc đúng không? Viết hẳn chữ to cho mình. Yeah. Đây, cánh cổng đi xuống. Rồi, cứ đứng nghỉ một tí. Này, so ăn thua gì so với lại trên hang múa? Hả? Đúng không? Hơn á? Bậc trên này cao lắm. Đi từng bước một thôi. Vâng. Dọc quá. Ôi giời, ngồi kìa. Bán chuối kìa. Cái cây nó đổ xuống nằm rạp xuống tưởng nó chết. Tiếp tục nó sinh trưởng, nó vươn ra phía đằng kia. Đấy. Đôi già đi trước, đôi trẻ đi sau.
Uống đi, đưa đưa thôi kêu. Là Linh không thấy làm TikTok nữa. Mệt quá rồi. Đỉnh Ngựa Lâm còn 150 m. Các phượt thủ đã tranh thủ dán tất cả những sticker vào đây. Let's go. Lối duy nhất hả em? Lối duy nhất anh ạ, chốc cũng xuống như này. Nhưng yeah, mà nó dễ đi mà, trong như này thôi. Nhưng em leo là có nghề rồi. Còn 3 lần thôi. Wow. Not easy. Wow. Oh, đẹp quá, tuyệt vời. Ôi trời ơi kìa. Đấy. Núi nhấp nhô như biển. Đỉnh Ngựa Lâm. Không biết là bao cao bao nhiêu mét. Cái dưới kia là cái thung lũng, là cái một cái cụm dân cư. Có khi là cái đường vào cổng rừng quốc gia đấy nhá. Bao quát xung quanh. Bộ Khánh Linh còn đang busy với công cuộc TikTok của mình. Đẹp quá, tuyệt vời. Núi lại chập trùng như biển. Rất là lạ. Trải nghiệm đầu tiên của Đức Duy leo cao này đấy nhỉ. Đã bao giờ leo cao này chưa? Mặt phải hơi mệt mỏi rồi đấy. Hả? You okay? She's coming. She's coming. She's coming. Wait, wait. Okay, she's coming. Da 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 da. Then, mama. Now it's me. Đẹp thế này mà cứ bị chỉ trích là sao nhỉ? Áo vàng đẹp khi nó không sâu nát. Bây giờ nó sâu nát rồi. Sâu nát ánh trăng rồi. Mình ơi. Mình như toàn thế. Mình đây.
đoàn người đi bộ dưới những tán cây rừng. Đấy, ở trên kia là gì đấy? Có phải cái đỉnh là gì không? Đúng rồi, Kim Giao. Nằm giữa rừng quốc gia luôn. Có một cái biển từ thời có thể nói là mấy chục năm trước. Phía bên kia là gọi là chuồng vịt, trang trại vịt. Đây có vịt ta này, vịt cổ xanh này, có cả vịt dời. Đỗ xe vô tư thoải mái luôn. Khuôn viên quá đẹp. Tuy là không sang xịn mà cực kỳ thoáng đãng và sạch sẽ. Có thể chạy vào đây nhảy bùm xuống hồ luôn. Với điều kiện là mùa hè nước trong. Rồi. Đấy, cái con mà nó kêu quạc quạc buổi sáng đấy. Nó nằm bên đĩa rồi. Đấy, cả nhà đang ăn một bữa trưa cực kỳ lãng mạn giữa rừng luôn. Đương nhiên rồi, đằng sau là hồ. Phía xa là cái dãy nhà tối qua vừa ngủ. Một giấc khá ngon lành. Trục chính, trục dọc. Trục dọc kìa. To quá em ạ. Nhìn đẹp. Tối nay không ăn nữa nhá. Được nhỉ. Ôi, để có cái nhà nó làm cái cầu đi vào nhà này hay không? Nhà xây cũng đẹp đấy chứ. Đi chợ. À hồi hồi đây là đồn biên lâm. Phòng. Trạm kiểm lâm. À, trạm kiểm lâm. Nhà cũ nhỉ? À đây là hang quân, hang quân đi. À, chỗ mình đi rồi đấy, phải không? Không. Sao nhìn nghe quen đấy nhở? Không phải, không phải. Hàng con đây nó đi sâu vào trong này không? Có cái đợt mà mình lên cái đường này đang thử tưởng tượng. Thank you.
kính chào quý khách hay là con ơi. Trung tâm huyện lỵ Cát Bà đây. Vâng, Cát Bà kính chào quý khách hay là xuân 2023. Quảng trường to phết. Bây giờ lực công bây giờ. Tôi đã cháy con ngụt ở đây nhìn ở trong. Đúng nhỉ. Ôi, dẹp hết tàu thuyền ở đây rồi nè. Đây, bay hết rồi. Nhà nổi có thứ mấy nhà hàng cũng như dẹp hết rồi đúng không? Sạch bạch rồi. Vắng nhỉ anh nhỉ? Hôm nay thứ hai mà. Thứ hai là siêu vắng luôn. Mình đang mua cái một khô tối ăn. Lần đầu tiên bố mẹ ăn sữa chua sơn sâu là đặc sản dê sao ấy bố nhỉ? Nhiều dê. Thank you.
luôn em. Đỗ cần nữa sau 06 rồi em. Đỗ cần vào đừng đỗ lệch đi chứ. Chiến binh